Đúng rồi, thì Út suy nghĩ hồi đó tới giờ thương nó nhiều thì bây giờ nó làm chỗ ghét nó bao nhiêu, ghét còn hơn nữa. Bà thương nó lúc cái túi nó còn tiền, tiền khô cháy túi lấy đâu tình thương. Bà thương nó lúc chim sâu nó còn tiền, lúc chim sâu nó còn cái máy giặt, còn tủ lạnh, lúc chim sâu nó còn cái tivi, nó còn những cái mà tiền trong tài khoản con bà nó chưa kịp tẩu tán hết, rồi bà mới gọi là thương. Bà thương chim sâu lúc là cái nhà của bà chưa hoàn thiện, cho nên bà mới mớ cái mó ra và bảo thương chim sâu. Và lúc cái nhà bà hoàn thiện, bà trở mạch 180 độ luôn. Bà mà thương chim sâu thật sự xã hội này thì đâu có câu chuyện mà lộn xộn. Bà thương chim sâu thật sự thì làm gì có câu chuyện mà có cái kênh đời thường này, thật sự hàng đêm mà lên làm cho bà thất vọng. Vì bà cúng con gà mà thật sự là tôi vẫn không không thể nào mà nhịn nổi. Cúng con gà đã được yên thân để đời thường với hân nguyễn bất chữ. Ở mà thật sự bà cúng đầu thấy thật sự nó phản tác dụng, bà cúng càng nhiều bị chữ càng nhiều. Mà chính những tôi chữ mà cộng đồng mạng còn chữ bà nè. Thêm cái mê tín dị đoan, dạng u mê ủ dột, mà cứ lên không gian mạng cứ thích rằng thật sự muốn làm theo ý của mình. Nó vô lý quá vậy. Bà không cúng thì không ai chữ, mà bà càng cúng thì càng bị chữ, mà chính những một người chữ mà cả cộng đồng mạng cùng chữ. Thì tôi hỏi quý vị cúng có linh hay không? Mà vì sao cúng cái mâm cúng vừa rồi không linh? Giờ cái mâm cúng vừa rồi bạn ngồi như con ếch bà như vậy, gần mâm cúng thì ông nậu nào mà dám vô mà ăn mà thiên chính. Cúng mà cái mâm cúng đỡ một đường ông thắp nhang một nẻo, mâm cúng đỡ bàn khách, ông thắp nhang trên bàn thờ. Đó. Rồi bà ngồi chương ướng như là thật sự như là một ông thổ địa mà gãy chân đó. Đó rồi mấy thằng YouTube thì cái chĩa máy quay, thần linh nào mà dám chứng? Nếu mà có thần linh cũng không dám chứng mâm cúng đó. Tôi nói thật, mâm cúng gì đâu mà vô nhìn bà Út Gà, nó thật sự nhìn cái mặt của bà là thần linh còn phải sợ luôn. Làm sao mà dám vô chứng được? Bà cúng bà giái toàn chuyện khôn không, ông nậu ai đâu mà dám chứng. Ăn rồi phải, có nghĩa là ăn cơm Chúa là múa cả ngày. Nhận mâm cúng của bà đó thì phải phục vụ theo ý của bà. Tôi nghĩ thần linh nếu có thì người ta cũng không dám, vì cái mong ước của bà Út Gà này nó khủng khiếp lắm quý vị. Mong ước bà là không làm mà muốn có ăn, cái mong ước của bà là muốn móc túi của mạnh thường quân, cái mong ước của bà là muốn đè chim sâu ra để mà khai thác cho nó cạn kiệt. Không có, thật sự không có ông thần linh nào mà ông đi chứng cho bà Út Gà hết trơn. Thần linh là người ta để mà thật sự đó là một trong những cái đấng để người ta gọi là cái như là phù hộ độ trì để cho những người tử tế đàng hoàng, đó là một trong những đức tin của những người lương thiện. Thì người ta dựa vô những cái gọi là cái đấng siêu hình để người ta có những cái gọi là cái như là gửi một cái niềm tin nào đó. Còn chỗ bà Út Gà bây giờ bà bắt thần linh phải phục vụ theo ý của bà, không làm mà muốn có ăn ông nậu. Bây giờ nếu như giả dụ tôi là thần linh, thà tôi nhịn đói chứ tôi không thể mà tới mà hướng bả một con gà rồi bây giờ đem về cho bả tiền tỷ thì không có chơi. Chơi cuộc đánh đổi là thằng linh lỗ. Đấy không? Cũng có một con gà mà cầu mong rằng cái được nhiều mạnh thường quân cho tiền mình nhiều. Cầu mong rằng chiều nay là con đề nó sẽ vô. Cầu mong rằng ngày mai mình nắm 52 con lá bài thì lúc nào cũng là sam. Lúc nào cũng là liêng. Thì thôi thua rồi. Tôi nói thằng linh nào thật sự ăn con gà đấy, tôi nói cũng là theo bà cũng mối giò đấy chứ. Bà đây là tứ đoạn trường mà biết bà mâm nào mà theo, cho nên phải theo cả ngày thôi. Cúng một con gà mà thật sự đòi hỏi cho nhiều, đòi hỏi gia đạo an yên, đòi hỏi được cộng đồng mạng thương, đòi hỏi được có tiền, đòi hỏi được trúng số trúng đề, đòi hỏi được đánh bài cho nó trúng. Đó rồi đòi hỏi một cái gọi là thật sự nó quá đáng nữa là đời thường không lên tiếng nữa. Không có thần linh nào dám nhận mâm cúng của bà thật sự. Mâm cúng bà của bà vừa rồi có một thằng nắm bánh bao là nó có nhận hay không? Mà nếu thằng nắm bánh bao nó nhận mà vừa rồi đó, nó lỡ nó nuốt con gà của bà đấy, là cái tốt nhất là nó không quay nữa, đó là nó phù hộ cho bà đấy. Nó không quay bà nữa là đó, nó cứu cánh cho bà, vì nó không quay lấy đề tài đâu, tôi chửi bà.
Đấy ha. Nói thật cho bà biết luôn, thằng Nắm nó không quay bà nữa thì tôi không còn cái gì để chửi bà, vì bà đâu có lên mạng làm xấu hổ đâu, làm cái phản cảm mà tôi chửi. Đấy ha. Cho nên thằng Nắm đó, nếu như mà nó hướng con gà của bà, nó phải linh thiêng, nó phải phù hộ, nó độ trì cho bà, để cho tôi bớt chữ, là nó phải là bớt quay, nó là tôi mới bớt chữ. Còn không cá bà với là cái thằng thổ địa mà thằng Nắm là tôi ra tôi quay lên luôn cái đầu như con dế vậy thôi. Đi mà đi hối lộ thằng Linh, đi hối lộ thằng Linh mà đi hối lộ một con gà mà đòi đủ thứ. Muốn người ta không chữ là mình đừng ló mặt mình lên thì ai chữ. Muốn người ta không chữ, mình ló mặt mà lên, mình đừng ăn giật, đừng ăn hà, ăn hiếp chim sâu thì ai chữ mình. Đằng này xin thưa quý vị, có thằng Linh thì thằng Linh cũng không dám nhận kèo này. Kèo này thật sự thằng Linh mà nhận là thui quét luôn. Thằng Linh nhận là thằng Linh mất uy luôn đó. Thằng Linh mà ông hứa bà rầu an tâm đi để tôi hưởng con gà rồi tôi nói ông đời thường không chữ là tôi nói thật sự khó lắm quý vị. Bày đặt cái tâm của mình là nó không sáng, tâm của mình nó tâm tà, đi kiếm anh tầm bậy rồi lên rồi cái như là ma mị, rồi cái như là đi cúng thần linh, cúng thổ địa, trời đất thánh thần. Tôi nói linh như vậy thì thật sự ai cũng làm. Cúng mà nó linh như vậy, cúng mà nằm không mà há miệng có ăn như bà út gà thì ai cũng làm. Bản thân tôi cũng làm. Mà tôi cúng là cúng toàn đồ sang đó. Vì sao? Mình đổi được mà, mình không làm mà có ăn như vậy thì nó cũng nên cúng chứ. Thân mình bây giờ ăn như là thật sự như là cái mây thùng như vậy mà không chịu đi làm. Rồi nằm ở nhà đó rồi cúng, thở cầu an. Tôi nói thật sự quý vị, cái con người mà cái tuổi như bà út gà đó mà ăn vô mà không vận động là mỡ nó tồn. Mà cái con người mà thật sự cái tuổi như vậy không vận động thì thật sự ăn không ngoan ngủ cũng chẳng yên. Nó mệt người lắm. Ít ra mình ăn vô phải có một trong những cái vận động nào đó để nó tiêu tốn cái năng lượng đi. Đừng để cho cái năng lượng thừa nhiều. Năng lượng thừa càng nhiều nó tích mỡ thôi. Mà nó tích mỡ thì chắc ăn rằng nó thật sự cái sức khỏe bà nó sẽ không đảm bảo, liên quan đến là cái như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường, rồi thật sự béo phì, nó tựa lưa hạt mê đủ các bệnh, thậm chí là bị khớp, bị gút nữa. Thì sức khỏe không yên thì sức khỏe không đảm bảo thì cái tâm có vui không? Quý vị có thấy ai mà người đau khớp hay người giả sử người ta mệt mệt trong người vì sức khỏe mà cái tâm của họ an yên không? Không có. Tâm người ta an yên cái thân phải khỏe. Mà muốn thân phải khỏe là út gà hạn chế ăn lại, nhất là ăn tạp. Nhất là ăn tạp. Thích gà, thích đồ đó thì mình ăn thì thật sự cũng là đừng có lên khoe. Ăn mà ăn tạp còn lên khoe. Đấy, con người mà thật sự nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, nguyên cả một đống bầy nhầy còn mỡ không. Đấy, vậy mà còn lên khoe là hay thích ăn. Mà phải đi vận động. Phải đi lao động kiếm sống. Mình kiếm tiền mà để mình nuôi sống bản thân bằng chính cái sức lao động của mình thì thật sự út là an yên thôi. Tôi nói thật sự bà bảo là trời ơi tối ngủ không được, ngủ nấu nữa không? Bà ngủ nấu nữa không bà út mà bà ngủ được. Ban ngày bà đã có làm đâu, bà cứ bà nằm đâu bà ngủ như chết đó thì tối làm gì có giấc ngủ. Cái con người người ta đi lao động đó quý vị, người ta đi lao động hàng ngày đó. Ban ngày người ta đi lao động, tối về người ta sinh hoạt gia đình. Đó, bắt đầu là cái như là lo chuyện chồng con tất cả mọi cái. Người ta nằm xuống là ngủ quên trời đất. Bản thân tôi cũng vậy. Bây giờ đang ngồi nói chuyện quý vị mà bắt đầu là vô một cái là cái như là nằm lướt một số trang báo. Hoặc là xem vô trong công việc mình hàng ngày còn cái gì. Bắt đầu để giải quyết cho cái ngày làm việc ngày mai đó. Là vừa buông ra thật sự quý vị, rời khỏi bàn làm việc là cái như là vô nằm là chưa đầy 2 phút sau là ghế o o liền. Nó thèm ngủ cả đó, không có thời gian để nghỉ ngơi. Cho cái giấc ngủ tôi là thật sự quý vị, khi mà tôi ngủ rồi ngủ cực kỳ sâu. Nằm xuống ngủ là thật sự ngủ rất sâu, ngủ giấc ngủ rất chất lượng. Còn bây giờ bà út gà bảo lên thờ ở đêm hôm là cái trằn trọc không ngủ được, ông nậu cứ ăn ba cái đồ mát vô đó, cái bụng già nó yếu rồi, cứ quất ba cái đồ mà thật sự đạm cho nhiều vô đó mà tối mà ngủ được tôi bệnh luôn đó.
Mình phải muốn ngủ được thì mình phải vận động. Con người mà thật sự vận động rồi máu huyết nó lưu thông rồi tối nằm mới ngủ được chứ. Anh không nằm rồi cái há mồm chờ cho mạnh thường quân cúng cho mà ăn. Rồi bây giờ cái là anh biết rồi anh quen nhịn không quen. Rồi lên còn diễn trò nữa. Bây giờ bà bảo bà ngủ được cái thật sự. Bà bây giờ có uống thuốc ngủ vô cả thùng phi bà ngủ cũng được. Ban ngày bà ngủ rồi làm gì tối bà ngủ nữa. Cứ lên rồi rên cái bệnh cái tình của mình thật sự. Những cái bài tôi chỉ là không lại. Cứ muốn ngủ được ban ngày phải đi bán vé số như trên sau. Tôi đảm bảo quý vị, bà Út Gà bà đi mà đi bán vé số như chim sâu, bà còn ngủ nhiều hơn chim sâu nữa. Chứ đừng có nói là chim sâu tại sao nó ngủ nướng, tại sao nó ngủ nó không giải quyết nhà. Bà đi thử bán vé số cho nó rồi bà biết. Đi ngồi nắng ngồi no như vậy, đó mà đi liên tục ngày nào cũng đi như vậy. Nó đi và đến mức bây giờ quý vị thấy mà nó như dạng cái con cò đó. Nó đi bây giờ cái người của nó không còn miếng mỡ nào, nó toàn là da bọc xương khắp. Bà thử đi cho nó đi. Rồi giờ bà ngủ không biết. Cái miệng mà cứ lôn lớp ba lớp bóp như vậy. Thân của mình là nó nhấc lầy ra không chịu đi làm. Con của mình cũng tránh chịu đi làm. Mà chim sâu mắc gì mà thật sự cái kiếp số nó là sao chứ. Nó gì nó làm tôi mọi với con của bà rồi. Bà phải bắt nó làm tôi mọi cả gia đình của bà nữa. Mà thân phận của nó bà không thừa nhận. Nếu như bà thừa nhận thân phận là con dâu đó thì bà bắt nó làm thì tôi nghĩ cũng hợp lý, vì mẹ chồng cũng muốn tốt cho con dâu, được không? Nhưng đằng này cái mưu đồ bà Út Gà đó là muốn sử dụng một lao động miễn phí free như chim sâu. Thành con của bà là sử dụng một con vợ miễn phí free, đó, sử dụng mà không có trách nhiệm, sử dụng mà không có cho ăn cho uống. Rồi bà thì muốn sử dụng chim sâu làm việc nhà. Mẹ con bà sao thật sự dành cái khôn hết của thiên hạ vậy? Mà cái khôn của bà là một trong những cái khôn mà cực kỳ khốn nạn, một trong những khôn mà nó thất nhân thất đức. Không ai mà đi lợi dụng một con tâm thần như hai mẹ con bà hết trơn. Không ai xã hội này tôi chưa thấy ai mà lợi dụng một con tâm thần như chim sâu. Mà hai mẹ con bà thật sự không thể bỏ phí một khoảng thời gian nào hết trơn vậy. Ban ngày đi bán qua số gì nuôi con của bà, tối lại con của bà nó quằn, nó hành. Rồi ban ngày nó ngủ dậy muộn bà cũng nhằn. Bà bảo con khao xong không dậy sớm để quét nhà rửa chén. Trời ơi, cái gia đình nào mà thật sự có ai mà khôn cái gia đình của bà hay không bà Út Gà? Tôi thấy gia đình bà chắc là xã hội này có một mình gia đình bà khôn thôi, chứ ai chứ cũng không khôn đâu. Do người ta không sử dụng kiểu bà, do người ta có đạo đức. Còn bà là bà khôn đến mức mà cái đạo đức của bà đó, thật sự bà mài xuống bà ăn luôn, bà không còn một cái chi mà đỡ lại cho con cháu sau này. Khôn của bà là như vậy. Cứ lên không gian mạng mà thật sự quý vị, mình cảm thấy mình cây cứu một cái đó, bà ăn cho tàn mặt của chim sâu mà lên lúc nào cũng dơ cái mỏ. Trời ơi, tôi có ăn được gì của chim sâu? Bà đâu có ăn đâu. Thế bà rên có đâu nữa, bà ăn bà liếm không chứ bà đâu có ăn. Cái giai đoạn ăn nó đã qua rồi, bây giờ là giai đoạn bà liếm thôi, bà dớt dát lại được cái nào được thôi. Ăn là, xin thưa quý vị, ăn đó là lúc nó còn nguyên, nó còn nhiều là mới ăn. Còn bây giờ là nó đã hết rồi, nó không còn gì để mà bà ăn. Những cái còn dính lại giống như là cái nồi cháo, nồi chè đấy quý vị, mà mình múc ra nó còn dính trong nồi đó. Thì nó thật sự bây giờ có thè lưỡi mà liếm cho còn nữa đâu mà ăn. Bây giờ bà đang gọi bà liếm những cái còn lại, chứ bà đâu có ăn được nữa. Có đâu nữa mà ăn. Ai mà gửi tiền cho chim sâu nữa để cho bà ăn. Bây giờ bà gọi là bà dớt dát, bà liếm những cái gì còn sót lại. Và có không? Tôi hỏi bà có không? Đồ đạc chim sâu nó mang từ Vĩnh Lâm về bây giờ ở đâu? Tôi đang hỏi một cái đó. Bà có không? Đồ đạc của nó mất ông mất cha gì bà đem bà bán đồ nó đi. Thế mà đồ của nó mất ông mất cha gì thằng Long nó đem nó bán đồ. Thằng Long bà đã không cho nó là có trách nhiệm với chim sâu. Có nghĩa nó không phải là thằng chồng của chim sâu. Ủa, nó không phải là thằng chồng của chim sâu mất ông mất cha gì đem bán đồ của người ta. Càng nói càng cảm thấy thật sự quý vị thấy vô lý không? Bà là không nhận chim sâu là con dâu.
mà đồ của chim sâu là cái gì bả về bả cũng dớt dắt hết trơn hết trọi. Vậy mà bả lên bả còn thật sự bả lên bả còn cào cấu nữa chứ, bả lên bả còn khiếu nại đồ kiện tụng nữa chứ, ghê không? Cứ bảo rằng không ăn gì của chim sâu mà thật sự bả đâu có ăn được nữa đâu quý vị, còn gì nữa đâu mà ăn. Chim sâu bây giờ nó còn mấy quần rách đấy, thật sự bà nhai có được đâu mà ăn, đúng không? Cho nói cho út gà đó, bớt cái mó lại và đừng có lên không gian mạng mà thật sự để gây cái sự chướng mắt của người khác. Bà lên không gian mạng bà không có để lại một cái gì cái nét đẹp của văn hóa hết trơn đó. Bà lên không gian mạng bà kiếm ăn thì thâu, bà ăn được rồi bà bớt cái miệng bà lại, ăn xong rồi chọc người ta, ăn xong rồi lên còn cúng gà cúng vịt để cho người ta không lên tiếng, bà đạo đức dở sợ.